xử phạt cô gái trẻ tung tin hẳn 100k. Toang, sử dụng tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, chị HTK bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 24 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với chị HTK, sinh năm 2001, quê quán xã Triềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thường trú tại thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, về hành vi thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, ngày 20 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện tài khoản Facebook Trang My Ngọc ca đăng tải thông tin, chia sẻ, bình luận với một số tài khoản Facebook khác có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam với nội dung hẳn 100k toang. Qua xác minh của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh với cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định nội dung thông tin trên tài khoản Facebook của HTK về tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Nam là sai sự thật. Sau khi bị công an mời lên làm việc, chị K đã thừa nhận việc đăng tin, bình luận của mình trên mạng xã hội là sai sự thật. Căn cứ quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 mục 3 chương 5 nghị định số 15/2020/ND/CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HTK số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật, đồng thời yêu cầu chị K gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân.